Kính thưa toàn thể đồng bào quý mến, sau đây là phần nhắn nhủ thật là quan trọng và chân tình đối với những người đang đóng vai lãnh đạo tại đất nước Việt chúng ta. Kính thưa quý vị, chúng tôi biết quý vị đã cố gắng vượt qua những sự cám dỗ vật chất và quyền thế bề ngoài. Nhưng mà quý vị đã không vượt qua những cạm bẫy của quỷ Sa Tăng và quỷ Rau Xanh. Thành ra đến giờ phút này thì quý vị đang ở đoạn cuối đường hầm và quý vị chuẩn bị sẽ bị chết sầu muộn, và quý vị sợ linh hồn của quý vị sẽ bị nhốt chung với hỗn hồn, ác hồn, quỷ Rau Xanh, Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung. Và kính thưa quý vị, sự việc này thì vô cùng, phải nói mình phải nói mình phải nói thẳng là vô cùng khó khăn cho bất cứ ai, chứ không phải riêng gì một người nào hay là một nhóm nào hay là một chế độ nào. Bởi vì mình đang đóng cái vai mà cầm quyền trong tay này kia, rồi rồi quyền thế, rồi chức phận, rồi tiền bạc vô như nước. Kính thưa quý vị chết quý vị đâu đem theo được gì đâu, mà tất cả những việc việc làm mà bất nhân tâm đó sẽ kết án quý vị và sẽ chôn vùi linh hồn của quý vị chung với bọn quỷ Sa Tăng vô cùng hung dữ, ác độc và khốc liệt. Ở dưới chúng nó không có bằng hồng gì đâu, chúng nó không có. Tôi thì lúc nào cũng đây là đồng bào bá tánh cho bông nhiều lắm, tiền thì cho ít, kể như là hầu như là không có luôn, nhưng mà bông thì lúc nào cũng có. Đồng bào nhớ gửi cho thánh giống có ngân sách làm việc chứ đừng cho bông. Vâng, trở lại vấn đề, quý vị đâu muốn linh hồn của quý vị sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ Sa Tăng vô cùng hung ác hung dữ, và nó sẽ hãm hiếp quý vị hàng ngày, nhất là thằng Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung, nó sẽ hãm quý vị hàng ngày, tại nó là quỷ Rau Xanh, nó là cốt quỷ Rau Xanh. Thánh giống chúng tôi đã gặp ác hồn nó rồi, cha trời thượng đế toàn năng cho chúng tôi gặp ác hồn của nó vào năm 1985, tức là vào khoảng thời gian đó là chúng tôi đã được cha trời thượng đế toàn năng cho chúng tôi gặp ác hồn của nó là thằng Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung, Hồ Chí Minh trong lúc thiền định trong giấc ngủ, bởi vì chúng tôi xin phép cha trời thượng đế toàn năng cho chúng tôi gặp nó để hạch hỏi nó. Và khi chúng tôi gặp nó thì chúng tôi được biết nó là cốt quỷ Rau Xanh, bởi vì nó đã hãm hiếp và giết rất nhiều người phụ nữ Việt Nam chúng ta nói riêng, và chúng nó đã hãm hiếp rất nhiều phụ nữ 15, 16 tuổi, phụ nữ Việt Nam mà có tên là cháu ngoan bác Hồ đó. Và thằng Nguyễn Sinh Cung, Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, nó chính là cốt quỷ Rau Xanh. Nói cho cùng thì nếu mà quý vị không thật sự sám hối thì sau này quý vị sẽ bị nhốt chung với nó và nó sẽ hãm hiếp quý vị hàng ngày, tại vì nó là quỷ Rau Xanh, và nó sẽ đánh đập quý vị và nó sẽ bắt quý vị dập đầu và cúi đầu, miệng thì lẩm bẩm dạ thưa chủ tịch.
và khổ lắm quý vị ơi. Tôi thấy đàn em của nó bị nhốt chung với nó quýnh đập ghê ghê rợn lắm, đói khổ lắm. Chưa hết, quý vị sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ Sa Tăng nữa. Thành ra tôi cảnh báo cho quý vị biết, quý vị cũng cần cho bọn Trung Cộng được biết về những phép lạ này. Quý vị hãy lo lập công chuộc tội ngay lúc mà quý vị còn có thể làm được, bởi vì khi mà quý vị nhắm mắt lìa đời thì lúc đó đã muộn rồi. Lúc đó là quý vị chỉ còn cách mà sầu khổ bị nhốt chung với bọn quỷ Sa Tăng. Nhớ những gì tôi vừa nhắc nhở. Thời gian biểu của quý vị hết rồi, và tôi cho quý vị biết năm 2014 đó là năm sau cùng mà quý vị cần phải chuẩn bị tất cả để trao quyền lãnh đạo đất nước Việt Nam thân yêu quý mến của chúng ta do chính chúng tôi Phù Đổng Thiên Vương tái thế đảm đảm nhận vai trò lãnh đạo, đương nhiên cùng toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta, để làm việc tái thiết đất nước chúng ta cũng như để lấy lại danh dự của dân tộc chúng ta. Mà bao nhiêu chế độ cộng sản tự do quá trớn cũng như một số người tham sân si u mê hung dữ ác độc đã quấy phá và đã gây nhiều ảnh hưởng tác hại vô cùng đối với dân tộc và đất nước Việt chúng ta bấy lâu nay. Một lần nữa, tôi nói đây với tư cách là Minh Vương nước Việt và là vua nước Việt và là người lãnh đạo của người dân tộc và đương nhiên là người lãnh đạo để cùng đồng bào tái thiết quê hương xứ sở chúng ta. Để chuẩn bị vào thời Thánh Đức đang sắp xảy ra, tức là đây là thời Mạt Kiếp đang chuyển qua thời Thánh Đức, và tất cả nhân loại trên thế giới sẽ lưu tâm đến dân tộc và đất nước chúng ta trong những ngày tháng năm sắp tới, bởi vì chúng ta sẽ đóng vai người Việt Nam, chúng ta dân tộc và đất nước chúng ta sẽ đóng vai sống phụ làm gương cho nhân loại, là hãy sống thuận theo ý trời. Những ai sống nghịch theo ý trời thì là sẽ bị trời phạt, tôi nói trước. Vì thế quý vị hãy mau mắn chuẩn bị tuyên bố publicly trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính tôi làm việc cùng đồng bào. Thật sự sám hối, hãy làm gấp thì tất cả những sai lầm của quý vị sẽ được tha, tôi bảo đảm điều đó. Bởi vì Thượng Đế cho tôi có quyền năng để làm điều đó, bởi vì tôi là Minh Vương nước Việt, tôi chính đây là vua nước Việt, tôi là Phù Đổng Thiên Vương tái thế, vương đạo Đại Việt, công bình bác ái tồn tại cùng càn khôn. Tôi có thể van xin đồng bào chúng ta tha tội cho quý vị. Và đương nhiên, sự việc đó sẽ làm được, bởi vì đó là định luật và lệnh của Thượng Đế phán bảo như thế. Tuy nhiên, quý vị phải làm phần vụ của quý vị là phải sắp xếp gọn gàng, mau chóng trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính tôi đảm đang cùng toàn thể đồng bào chúng ta lãnh nhận để làm việc. Quý vị cần thông báo sự việc này đến cho bọn Trung Cộng và bọn tài phiệt quốc tế được biết, bởi vì họ sẽ kính nể chúng tôi và kính nể dân tộc và đất nước Việt chúng ta, bởi 10 phép lạ này đã tỏ hiện ra cho người Việt Nam chúng ta được biết trước, và tôi là người được chụp được những hình ảnh này bởi vì tôi là vua nước Việt. Và tôi cho quý vị biết, không có một kẻ nào có thể hại tôi được đâu, bởi vì tôi có sự bảo vệ của Thiên Chúa Giêsu toàn thời gian.
và của hàng triệu 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 linh hồn của những anh hùng chiến sĩ bảo vệ tôi toàn thời gian. Thành ra quý vị hãy chấm dứt những mưu mô quấy phá việc tôi đang làm. Có nghĩa rằng là bọn Tàu Cộng, bọn Trung Cộng, bọn tài phiệt quốc tế và chính quý vị bọn Cộng sản Việt Nam không được phép quấy phá việc chúng tôi đang làm. Nhớ, nếu quý vị cãi lời thì quý vị sẽ bị hàng triệu triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ sẽ trừng trị quý vị không chậm trễ, và sự trừng trị này sẽ vô cùng khốc liệt, đau khổ, kinh hoàng. Chúng tôi không muốn sự việc mà xảy ra cho bất cứ ai. Tuy nhiên, chúng tôi không thể can gián được, bởi vì đó là việc làm của cha trời Thượng Đế toàn năng ban cho hàng triệu triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ để hành xử quý vị. Những kẻ nào cố chấp kiêu ngạo không nghe lời tôi khuyên bảo, nhớ những gì thánh gióng chúng tôi vừa nhắc nhở trong tình thương yêu. Vâng, nhớ thực thi những gì tôi vừa khuyên bảo và ra lệnh. Vâng, kính thưa đồng bào thân mến, trong những ngày tháng sắp tới thì tôi sẽ chú tâm vào chương trình Chuông Gọi Hồn Trình Diện Thượng Đế, bởi vì chương trình này có tính cách bao la hơn, tức là kêu gọi tất cả nhân loại sám hối gấp, chứ không phải riêng gì về dân tộc Việt Nam chúng ta mà thôi. Tức là ảnh hưởng đến cả thế giới và tất cả các nước trên thế giới. Hình ảnh này nói lên một số quốc gia trên thế giới sẽ bị nhận chìm xuống đáy biển. Hình ảnh này vô cùng kinh hoàng và khốc liệt. Nước biển sẽ dâng tới mây khi mà cha trời Thượng Đế toàn năng nắng quả địa cầu lại. Bằng chứng là Ngài đã làm những sự việc đó nhiều lần rồi trong quá khứ. Và trong những ngày tháng năm sắp tới, Ngài sẽ nắng quả địa cầu lại. Và lúc đó sẽ có một số quốc gia và một số dân tộc sẽ bị nhận chìm xuống đáy biển. Tôi nhắc nhở cho đồng bào nhân loại được biết rõ là sẽ có một số quốc gia trên thế giới sẽ bị nhận chìm xuống đáy biển, và nước biển sẽ dâng tới mây. Sẽ có hàng tỷ người thiệt mạng, và ít nhất là 1/4 sự sống trên quả địa cầu này sẽ bị tiêu diệt. Nhớ những gì tôi vừa nhắc nhở. Cái này hiện ra rất rõ ràng, Thượng Đế cho tỏ hiện ra để chúng ta học hỏi, để so sánh. Và thưa đồng bào, một phép lạ vĩ đại nữa là hình ảnh linh hồn của những chiến sĩ hiện ra. Thì trong đây á, nếu mà đồng bào nhìn kỹ á, đồng bào thấy có hình ảnh ông rồng trong đây nữa, rất rõ ràng, rồng mình lớn lắm. Đồng bào để ý nha, tôi zoom close nè, đồng bào thấy cái gì đây? Đồng bào thấy ông rồng không? Đây là cái đầu của ông rồng nè, phun lửa ra. Rất rõ ràng nha, đồng bào nhìn cho kỹ. Mà tôi xây hướng này là mặt linh hồn của những hùng chiến sĩ. Đồng bào có thấy không? Đó, rất rõ ràng. Đó. Và tôi xây qua hướng bên này. Đồng bào thấy là khuôn mặt nè, mắt, mũi, miệng nè, ok. Rất rõ ràng đó. Đó. Nhưng mà khi mà chúng ta xây về cái hướng, một cái hướng đặc biệt là hướng nào? Tôi coi cái hướng đặc biệt là hướng nào đây? Ồ, xây về cái hướng, xây về hướng này thì chúng ta thấy là mắt con rồng nè, mắt con rồng nè, mũi mũi con rồng đây nè, mắt mũi nè, sừng xịt lửa ra đây nè, còn phun lửa ra đây, cần cổ nè, đây là cái mình nè. Còn xây về hướng bên này đó là nguyên khuôn mặt, đây là mắt mũi miệng đó, anh hùng chiến sĩ hiện ra. À, và chúng ta thấy hình ảnh gì ở đây? À, nếu mà chúng ta đây nè, xây xây ở đây nè, đó hướng này chúng ta thấy đây là mắt của con rồng nè, mắt nè, đây là mũi nè, mũi nè,
Đó, miệng là há miệng ra nè, phun lửa ra nè, lỗ mũi thở mà khịt lửa ra luôn đó, cần cổ nè. Hình ảnh này rất là đặc biệt. Tôi vừa được là linh hồn của những anh hùng chiến sĩ cho tôi nhìn thấy cách đây khoảng chừng một tuần lễ. Tại vì tôi buồn quá, tôi ngồi tôi cầu nguyện mà tôi tâm sự cùng linh hồn của những anh hùng chiến sĩ. Tôi nói tại sao quý ngài tỏ hiện ra cho tôi được biết, để rồi tôi đã tường trình cho đồng bào Việt Nam chúng ta bấy lâu nay, kể như là liên lỉ. Thế nhưng đồng bào chúng ta đã thờ ơ, tức là không có đếm xỉa gì hết. Tôi buồn lắm chứ. Và tôi lật qua lật lại thì quý chàng cho tôi nhìn thấy hình ảnh của ông rồng, tụ trung của hàng triệu triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ thành một ông rồng lớn vĩ đại hiện ra trên mây. Mà nếu mà xây cái nét Wakiwa nữa thì là hình mà khuôn mặt của những anh hùng chiến sĩ. Thành ra hình ảnh này vô cùng vĩ đại và quan trọng.